đang nắng tự nhiên mưa. Trong một ngày tình cờ thì mình phát hiện ra một con cá của mình nó bị nắm trong cái hồ này các bạn. Việc đầu tiên mình cần làm là coi tình trạng con cá hiện tại nó như thế nào rồi. Nhìn thì biết cũng hơi nặng rồi đó nha. Trước tiên thì tôi sẽ lấy cái lọc này ra tôi vệ sinh nha các bạn, nhiều khi nắm ở trong đó đó. Rồi tôi nhỏ một giọt lu cay để sát trùng cái lọc vô này nha. Rồi giờ thả vô hồ nha các bạn. Rồi mình lại tiếp tục sử dụng lu cay để chữa trị cho nguyên cái hồ cá săn mồi này nha. Xài lu cay mà kết hợp với cây sưởi chị nắm là hết bài luôn. Hôm nay nhà tôi nó cứ lạnh lạnh kiểu gì á. Chắc là sắp đến Tết rồi, đến trường rất vui. Dặn vừa phải thôi, 30 độ là đủ rồi nha. Dặn quá là có món cá luộc luôn á. Xài cây sưởi thì mọi người cũng cẩn thận nha. Tại vì điện vô nước thì nó rất là nguy hiểm luôn á. Tuyệt đối là khi mà mình xài cây sưởi thì mình không nên thọt tay vô trong cái nguồn nước nha. Nói chung thì để cho an toàn thì mình không nên đụng vào. Lần đầu tiên mình dùng